nhằm nâng cao tầm vóc, thể chất của trẻ em, học sinh, góp phần đạt kết quả học tập tốt. Thời gian qua, 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao trong nhà trường. Năm học 2022-2023, tỉnh Con Tum có 361 trường mầm non và phổ thông với trên 166.000 học sinh. Đối với công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, 100% trường học đã tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình môn học giáo dục thể chất với thời gian hợp lý khoa học đổi mới phương pháp hình thức dạy học tạo hứng thú yêu thích môn học không gây áp lực cho học sinh đồng thời tạo điều kiện cho học sinh giáo viên thường xuyên tham gia tập luyện thi đấu sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất sân bãi trang thiết bị dành cho hoạt động thể thao cũng như đẩy mạnh sự phối hợp với địa phương, phụ huynh và các tổ chức xã hội để nâng cao vị trí vai trò của công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao. Nhờ vậy, đến nay các trường trên địa bàn tỉnh đã tạo được phong trào thi đua luyện tập thể dục thể thao sôi nổi trong học sinh. Qua đó chọn ra những học sinh có năng khiếu, những nhân tố tích cực của ngành tham gia thi đấu ở giải thể thao các cấp.